Chúng ta có nhất thiết phải tạo sáng mỗi lần tiếp đất không? Tên nó là Blanky Bill. Tôi là huyền thoại ở đây. Có lẽ ông đã nghe đến tên tôi rồi. Tôi là một con thằn lằn và tôi sống cho cô. Tôi đã thấy tận mắt mà vẫn không thể tin được. Chào mừng đến khách sạn Pennsylvania. Vậy tên ông là Dracula thì sao? Kiểu như ta là Dracula leo leo. Tôi thấy hình ảnh của chính mình đứng trên một vách đá vĩ đại cùng với những vệ binh. Hãy thưởng thức những bộ phim hoạt hình bom tấn đặc sắc trong tuần vào lúc 17 giờ chỉ có trên kênh Happy Kids.